Chào quý anh chị nha. Thời điểm máy may công nghiệp, máy phát sổ hạ giá nha. Hàng chính hãng Bixit Nhật Bản. Máy Nhật, máy còn mới 85%, 90%. Máy này là motor liên trục, máy phát sổ là 2 kim 4 chỉ ha. Máy phát sổ 2 kim 4 chỉ của Bixit. Máy hàng chính hãng, máy đi Japan. Máy này là được bên em Tuấn là lên là motor liên trục này. Tiết kiệm điện máy im này. Còn tiếng máy nha. Tiếng máy chạy rất là lướt của em này. Rất lớn luôn ha. Đấy. Một lớp, hai lớp gì dày mỏng như mai tưới ha. Hai đường chỉ ha. Đó. Con này thì đơn giản rồi, lấy cái màu đỏ kia đi. Cái màu đỏ thì thử mấy đường. Máy này là bàn nó là bề ngang nó là 50 gần 60 nha. 52 á. Còn rộng dài là nó là 75. Chiều dài 75. Này là cắt cái chân bàn ngắn gọn ha. Đây, chân bàn ngắn gọn nè. Motor liên trục. Đây nha. Để cho không gian là đỡ tốn diện tích của mình ha. Gọn nhẹ nha, vận chuyển cũng dễ dàng. Ô tô liên tục thì mình may ban đêm hay là mình để đâu mình vận chuyển cũng khá là dễ ha, nhẹ nhàng. Một cái màu đỏ là anh chị nó nét. Về cái độ bền thì máy này là anh chị xài, nếu mà xài gia đình hay máy từ trang thì 10 năm là bao cho anh chị luôn nha. Trên 10 năm. Giá máy thì con này là chỉ bây giờ hiện tại chỉ còn có 5 triệu nha. 5 triệu một máy. Miễn phí ship thành phố Hồ Chí Minh ha. Còn anh chị ở tỉnh này có quen nhà xe nào thì bên em đóng gói ha. 5 triệu một máy. Có sổ bi xích. Máy Nhật. Motor liên trục. Chân bàn là đẹp. Có đường chỉ sắc nét. Máy im. Bền. Máy này so với máy mới Trung Quốc là bền 3 xe cấp 3 sát máy Trung Quốc nha. Kẹt chỉ. Hoàn hảo quá. Phù hợp với học may này, thiết kế thời trang hay xài gia đình, sửa quần áo, đồ tiện như ok ha. May gia công tốt luôn. Chỉ đẹp, nát. Xài 2 kim 4 chỉ cũng được, mà 1 kim 3 chỉ cũng được. Gió thổi. Thôi chị mấy cái nút lại. Rồi đứng lên nha. Em quay xung quanh. Em quay xung quanh cho quý anh chị coi máy nha. Đây ha. Đó. Máy đẹp liên lạc nha. Chân bàn sáng, motor liên trục. Có thể tăng giảm được tốc độ theo nhu cầu của mình ha. Rồi quý anh chị có nhu cầu mua máy thì liên hệ số hotline em để trên màn hình ha.